tiện đi lại sẽ khó khăn hơn. Mong sư con lời khuyên. Quý vị muốn học đại học á, sư hỏi quý vị cái mục đích học đại học của quý vị là cái gì? Mục đích học đại học của quý vị là cái gì? Tại vì á, khi mà quý vị đã xác định là mình muốn đi xuất gia đó, không lẽ bây giờ quý vị học đại học kinh tế à? Để đem cái kiến thức kinh tế đem vào trong chùa xuất đi tu hay sao? Hay là đại học kỹ thuật, rồi đem những kiến thức kỹ thuật đó quý vị đem vào chùa để làm được cái gì? Hoặc là đại học mỹ thuật, rồi quý vị đem những cái kiến thức đó vào chùa làm được cái gì? Sư nói một câu nhiều người dễ đẩy nè. Học đại học y dược, quý vị đem cái kiến thức đó quý vị vào chùa để làm cái gì? Quý vị nên nhớ, một vị tu sĩ ngoài cái chuyện tu ra Đức Phật không có cho làm gì hết á. Cho nên không có chuyện là một vị tu sĩ mà đi khám chữa bệnh, chuyện không có. Việc đó là việc của hàng cư sĩ, những người mong cầu công đức, các vị muốn làm gì thì làm, còn tu sĩ thì bỏ hết. Nói theo cái kiểu hiện đại á, cũng vậy thôi. Có nghĩa là những cái trường đại học của mình á, mà bây giờ quý vị đi học rồi, quý vị đi ra ngoài, nếu mà đi tu á, đâu có làm được cái gì. Đấy. Đấy. Còn nếu quý vị muốn học đại học Phật giáo á, thì sư có một vài cái gợi ý, như là đại học Phật giáo ở Miến nè, ở Thái nè. Ở Miến là miễn phí nha. Ở Miến học đại học là miễn phí, nhưng mà nó rất là gắt, rất là gắt. Tức là anh phải chăm chỉ, anh phải học ngon lành. Anh học thì miễn phí đó, nhưng mà anh phải học cái đàng hoàng chứ. Còn anh học mình bình thường thường bậc trung á là chịu không nổi. Anh học phải học giỏi đấy. Rồi còn ví dụ như đại học, ngoài ra còn ở Tích Lan, đại học Phật giáo Tích Lan nè, đại học thực Phật giáo ở ở Thái đấy. Ngoài ra thì có một số ngành đại học ở nước ngoài mà quý vị có thể học, ví dụ như là đại học về chuyên về cổ ngữ, như là thì nó có, họ có dạy là về Sanskrit và về Pali, quý vị cũng cũng có thể học đấy. Thì đó là những cái mà quý vị học xong rồi quý vị có thể xài được, tới hồi quý vị đi tu á, có thể xài được, như là học về cổ ngữ là Sanskrit Pali, nó là một cái nó hết sức cần thiết đấy. Rồi quý vị về quý vị có thể xài giảng giảng kinh cũng tốt, hành thiền cũng tốt, hoặc nghiên cứu kinh tạng cũng tốt, hoặc chỉ đơn thuần là tu cho chính mình không thôi cũng tốt đấy. Hoặc là các đại học Phật giáo ở Miến, ở Thái, thì cái lượng kiến thức đó nó cũng đào tạo cho quý vị ra thành một quý vị tăng tài, lúc đó mới xài được. Chứ còn sư hỏi quý vị là nếu như mà đã xác định con đường tu á, mà đi đại học kỹ thuật, đại học bách khoa, rồi đại học này đại học kia, thì nó dành cho người đời quý vị à. Người đời họ học, họ nắm cái bằng đại học ra rồi đó, họ đi làm, họ kiếm tiền, họ nuôi cha nuôi mẹ của họ, họ nuôi vợ nuôi con của họ. Chứ còn mà mình xuất gia rồi thì mấy cái bằng đó cho dù có cố đi học nữa thì cũng để làm cái gì? Mà muốn học đại học á thì phải là những cái đại học mà nó liên quan tới Phật giáo, để chi? Để không có tốn thời gian vô ích. Chúng ta đã tốn thời gian rất là nhiều rồi. Mà quý vị muốn học đại học sau khi xuất gia cũng đừng có lo ha. Thứ nhất á, là ở xin nói ở Miến á, việc học đại học không có tốn tiền. Cái thứ hai là ở thì như ở Thái, rồi ở một số xứ quốc giáo đi, quý vị chỉ cần quý vị chịu học thôi, mà quý vị có phước á thì sẽ có cái phước, nó sẽ giúp cho quý vị. Nếu như quý vị tu mà nó được á thì nó sẽ có, tự nhiên là nó sẽ dẫn quý vị đi, sẽ quý vị sẽ có cái kinh phí để mà quý vị học đại học, không có gì lo hết trơn á. Có rất là nhiều những cái mạnh thường quân mà các vị ấy rất là hoan hỷ khi mà giúp đỡ một vị tu sĩ đi học đại học Phật giáo. Cho nên không có gì đáng lo ha. Muốn học đại học
thì mình phải học cho nó dính dáng tới cái việc của mình. Một người đời họ chọn cái chuyện là kỹ sư, làm bác sĩ này nọ, họ thì họ đi học trường đời. Còn mình đã chọn cái nghề tu sĩ thì mình phải đi học cái trường đạo. Đấy. Và cái việc đi học nó không có khó đâu, chỉ cần quý vị chịu đi học thôi, chỉ cần chịu đi học nó không có khó, không có khó.